Trong phim Trạm cứu hộ trái tim, nhân vật Việt và bà Hạ Lan thời trẻ tuy không phải vai chính nhưng lại tạo ra nhiều nút thắt, thúc đẩy mạch phim phát triển. Nhân vật Việt do nam diễn viên Đức Chí thủ vai, ở phía trước là bầu trời, Việt vào vai Nam Khánh. Còn bà Hạ Lan thời trẻ do Kiều Anh đảm nhiệm, chị được khán giả yêu mến qua vai Nhung của phía trước là bầu trời. Điều thú vị là trong phim phía trước là bầu trời Đức Chí và Kiều Anh vào vai cặp đôi yêu nhau nhưng lại bị bạn thân chia cắt. Họ được khán giả đánh giá là cặp đôi đẹp nhất phía trước là bầu trời, vì thế sự tan vỡ của Nhung và Nam Khánh khiến không ít người tiếc nuối. Đến phim Trạm cứu hộ trái tim, vì vào vai trái tuyến nên Đức Chí và Kiều Anh không có phân cảnh chung. Dù vậy, việc hai ngôi sao của phía trước là bầu trời hội tụ khiến khán giả thích thú. Sau bộ phim phía trước là bầu trời, Kiều Anh tiếp tục xuất hiện ở nhiều bộ phim, May ơi là may, Ký ức Điện Biên, Con đường khác, Tình yêu chia sẻ. Tuy nhiên, từ năm 2006, chị ẩn 6 năm, tới năm 2012 Kiều Anh mới trở lại qua các bộ phim Hai phía chân trời, Tình khúc Bạch Dương, Hồ sơ cá sấu, Ngày mai bình yên. Năm 2023, Kiều Anh bùng nổ với vai Phương trong Gia đình mình vui bất thình lình. Vai diễn cô dâu cả hiền lành, cam chịu nhưng sống tình nghĩa, hết lòng vì gia đình đã giúp nữ nghệ sĩ giành giải diễn viên nữ ấn tượng VTV Award. Với vai bà Hạ Lan thời trẻ của phim Trạm cứu hộ trái tim, Kiều Anh được cho là lột xác trên màn ảnh nhỏ. Trước đó, chị thường đảm nhiệm những vai diễn hiền lành, dịu dàng nhưng bà Hạ Lan thời trẻ lại sắc sảo, mạnh mẽ. Dù được đào tạo với chuyên môn diễn viên múa nhưng rõ ràng, Kiều Anh để lại dấu ấn đậm nét với khán giả thông qua những vai diễn trên truyền hình. Kiều Anh khá kín tiếng trong chuyện đời tư, người ta chỉ biết rằng nữ diễn viên làm mẹ đơn thân nhiều năm. Đến năm 2019, chị công bố kết hôn với bạn trai kém tuổi, không làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Trong khi đó, tình đầu màn ảnh của Kiều Anh trong phim phía trước là bầu trời Đức Chí lại ít khi xuất hiện trước công chúng với vai trò diễn viên, có cuộc sống khá viên mãn. Trong phim Trạm cứu hộ trái tim, Đức Chí vào vai Việt, tay bác sĩ nha khoa luôn đứng sau nữ phản diện An Nhiên. Đức Chí sinh năm 1980, anh được đào tạo chuyên nghiệp về diễn xuất. Tuy nhiên, nam diễn viên không tham gia quá nhiều phim truyền hình. Sau bộ phim phía trước là bầu trời, anh lui về hậu trường, thỉnh thoảng xuất hiện ở sân khấu kịch. Dù không để lại nhiều dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất song Đức Chí có cuộc sống khá viên mãn. Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc, hòa thuận.
Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.